mình là Hukuchi và hiện tại trên cái bàn này đang là cái em Nokia tuổi thơ của chúng ta, đó là Nokia 1. Thì em này hiện tại thì nó có giá khá là rẻ, nếu mà tính ra cái tiền Việt Nam thì tầm được 1 triệu đến 2 triệu đồng mà thôi. Rất là rẻ đúng không nào? Và cái điểm đặc biệt của em Nokia này đó chính là nó được chạy trên thế giới luôn, nó trên thế giới luôn. Là em này là cái em đầu tiên được chạy cái hệ điều hành Android Go của Google. Thì em này được chạy trên nền tảng là Android 8.1 Oreo. Rồi, thì mở đầu nhìn cái hộp thì chúng ta sẽ thấy là nó khá là xấu, cái hộp khá là thường, mình chưa bao giờ mở một cái hộp nào mà nó xấu như thế này. Thì cũng không sao cả, bởi vì trước giờ hộp của Nokia thì cũng không thấy đẹp lắm. Rồi ok, thì ở bên cái ngang hông này thì các bạn có thể thấy là màn hình thì có độ phân giải là 4.5 inch cùng với 1GB RAM và 8GB ROM. Và camera sau là 5MP, có đèn flash, và camera trước là 2MP. Ngoài ra thì em này giống như cái Nokia 1280 ngày xưa chúng ta xài, đó là nó có thể thay đổi được ốp lưng. Ở đây cũng ghi luôn là có thể thay đổi ốp lưng, thì có hiện tại là có 4 màu ốp lưng là màu đỏ này, màu đen này và hai cái màu kia thì mình không biết, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái màu đó. Thì như kiểu là chúng ta chán điện thoại này rồi mình muốn đổi điện thoại mới thì mình đổi ốp lưng là coi như mình đổi điện thoại mới luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng mở hộp em này ra nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ bóc siêu cái em này ra. Thì với mức giá là 1,5 triệu cùng với RAM 1GB thì mình không đánh giá cao cấu hình này, nhưng mà chúng ta vẫn phải dằn lòng mình, nó chỉ có 1,5 triệu thôi, chúng ta không thể đòi hỏi hơn được. Với lại khi mà Nokia ra sản phẩm này thì cũng đã đánh tới những cái hướng người, người ta đã phân khúc những cái người thị trường dành riêng. Thì đây, cầm điện thoại lên thì khá là đẹp, có cảm giác là quay trở lại cái thời Lumia, Nokia Lumia, thì nó khá là giống với Nokia Lumia về những góc bo tròn cũng như là về cái cụm camera phía này. Đẹp đúng không nào? Mình cảm thấy rất là đẹp, và nếu các bạn cầm được ở đây thì nó khá là nhẹ luôn nha. Nó rất là nhẹ này. Với cái mặt sau, à thôi chúng ta bỏ qua bên, chúng ta phải coi trong hộp có gì đã, chúng ta bỏ qua cái này một bên. Quên. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là một hai cuốn sách hướng dẫn này. Đây hai cuốn sách hướng dẫn, bỏ qua luôn nè. Rồi một cái củ sạc của Nokia. Thì ở cái trên cái củ sạc này ghi là cái đầu vào á là 100 đến 240 V. Rồi nó chỉ có như vậy thôi. Còn dây sạc đây là dây sạc micro USB nè. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ được tặng một cái tai nghe. Mình sẽ bóc cái tai nghe này ra. Thì giống như nhìn bên ngoài thì giống như mọi loại tai nghe của Nokia ngày xưa thì chúng ta sẽ có cái tai nghe như thế này. Được làm chắc chắn hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Và cái khúc này thì mình không thích cái chỗ tai nghe lắm. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì tai mình nó khá là nhỏ và khi mà đút cái này vô sẽ gây hiện tượng đau tai. Tóm lại là mình vẫn thích hàng của Apple hơn. Rồi các bạn sẽ được một cục pin này. Rồi trên cái cục pin này thì ghi dung lượng pin là 2150mAh, cũng khá ổn. Rồi hiện tại thì trong hộp đã là trang giấy trắng là hết rồi. Chúng ta sẽ bỏ qua một bên và chúng ta sẽ tới với nhân vật chính của chúng ta trong cái clip này, đó chính là em Nokia 1 này. Thì như mình đã nói lúc nãy thì Nokia 1 nhìn khá là giống với Nokia Lumia, với những góc bo tròn mềm mại này, cùng với cái mặt lưng được làm bằng nhựa, tóm lại là không có nhám á. Nhìn nó rất là đẹp, rất là thời trang luôn đó, nếu mà các bạn cầm thật sự nó rất là đẹp. Ok, vậy theo như Nokia nói chúng ta cũng có thể thay đổi cái ốp này nữa. Thì đây là cái màu warm spread, là cái màu đỏ ấm áp như màu cam các bạn thấy. Rồi ở phía đằng sau các bạn có thấy là chữ Nokia đặt dọc chạy theo lưng cùng với cái camera đặt dọc luôn. Và camera sau này có độ phân giải là 5MP cùng cái đèn flash này. Ở phía bên tay phải thì chúng ta sẽ giống như những smartphone tầm khác, đó là một cái giải để tăng giảm âm lượng cùng một cái phím tắt nguồn. Ở trên này là một cái lỗ để chúng ta cắm tai nghe này. Ở dưới này là chỗ để sạc pin này. Rồi hiện tại thì đã hết rồi. Thì mình sẽ khởi động máy lên. À quên, chưa lắp pin thì sao mà khởi động. Quên những thứ nhảm nhí. Rồi bây giờ làm thế nào để tháo cái lớp này ra đây. Theo như, à đây tháo rất là dễ dàng này. Theo như bên Nokia nói thì chúng ta chỉ chưa mất được 30 giây chúng ta đã tháo được cái lớp rồi. À khá là giống Nokia, khá là giống Nokia 1280 nhưng mà lắp cả pin vào cơ. Lắp cả pin mới xài và được. Khi lắp pin vào thì đã nặng hơn một chút xíu rồi. Mình rất là thích cái kiểu có thể thay đổi ốp lưng như thế này. Nó sẽ giúp chúng ta trông thời thượng hơn với những loại ốp lưng mới hơn. Đây, hiện tại mình đã vào rồi. Đây, đang chạy trên hệ điều hành là Android Go của Google.
Thì Android Go là một cái thể loại Android mà nó được nâng cấp hơn so với Android One đã thất bại của Google trước đây. Rồi hiện tại thì mình đã vô giao diện chính của máy, thì các bạn có thể thấy là giao diện chính ngay cả cái màn hình nền thì nó khá là xấu. Nhưng mà như các bạn đã thấy là mình vuốt chạm nó rất là mượt mà. Bởi vì sao? Bởi vì em này được chạy trên hệ điều hành là Android Go, Android 8.1 Oreo, thì nó mượt hơn với tất cả những smartphone chạy hệ điều hành Android mà mình từng cầm nè. Nó rất là mượt luôn. Đúng là hệ điều hành này hỗ trợ rất là tốt cho cái em máy này. Thêm vào đó thì ngoài cái hệ điều hành này ra thì có những cái phần mềm mà chúng ta sẽ được, người ta gọi là được tinh chỉnh để phù hợp với cái em điện thoại này hơn. Như là YouTube Go này, như là Gmail Go này, hay là Chrome gì đó thì nó sẽ được tinh chỉnh. Đó, như các bạn sẽ thấy này, như một cái app của bên trong này luôn. Đó, nhỏ nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ test thử camera cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta sẽ hẹn một ngày để đánh giá về game của em này. Đó, đây là camera với độ phân giải là 5 megapixel. Thậm chí khi mà các bạn vào camera, các bạn có thể thấy là cái giao diện nó khá là thân thiện với chúng ta, đúng không nào? Nó không phải như là một cái người ta gọi là một cái mê cung những cái tính năng, mà nó chỉ những cái icon đơn, rất là đơn giản, chúng ta rất là dễ dùng. Nó không như những cái smartphone cao cấp khác là một cái rừng tính năng của nó luôn, là chúng ta không biết đường nào mà lần cả. Đây là chất hình nó cho ra, thì đúng là chỉ với 5 megapixel thì nó chả cho ra cái gì cả. Nó không nét luôn á. Nó không nét và nó hơi bị mờ mờ nhè nhè. Đúng là cái này mà để các bạn chụp hình nghệ thuật thì nó không thể chụp được. Thì chúng ta cũng phải tự dặn lòng mà chỉ có 1,5 triệu thôi, làm sao mà mình đòi hỏi được, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử với camera trước. Camera 2 megapixel thì cho hình khá là đẹp nha, mặc dù nó cũng hơi bị mờ này. Nhưng mà thật sự mình rất là thích cái chất ảnh của camera 2 megapixel luôn. Bởi vì như ngày xưa cô mình nói là thà chụp một cái 2 megapixel còn hơn là chụp một cái 15 megapixel thấy cả lỗ chân lông với mụn. Thì tóm lại là mình hoàn toàn thích cái 2 megapixel này, nó không cho chất ảnh ảo lòi này. Nó cho ra đúng với màu da thật của chúng ta này và không bị thấy mụn. Đó, chúng ta cũng có những cái mà tinh chỉnh khá là đơn giản đây nè. Chúng ta cũng có những cái kiểu như chúng ta có thể thay đổi màu sắc nè. Đó, những cái filter. À, đúng không nào? Rồi ok, vừa rồi thì mình vừa bóc siêu cũng như là mở hộp xong em Nokia 1 này. Thì với cá nhân mình thì mình cảm thấy cực kỳ thích cái em Nokia 1 này luôn. Không phải là vì nó chạy trên cái Android One hay là Android Go gì đó, mà đơn giản chỉ bởi vì thiết kế của nó thật sự, với một người yêu cái đẹp như mình thì thật sự nó hoàn toàn xứng đáng với cái mức giá 1,5 triệu. Mình cũng không quan trọng game luôn, mà nếu thật sự có tiền thì mình sẽ mua em này kèm theo cái em iPhone mà mình đang dùng, rồi hoàn toàn tiện lợi chúng ta để mang cái cục này ra đường cũng không sợ bị cướp giật, đúng không nào? Vì nó khá là rẻ. Ok, và lại nếu các bạn có tầm 1,5 triệu thì các bạn có như mình, các bạn sẽ mua em này hay không thì đừng quên để lại comment của mình nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Mi Channel chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye.